Hôm nay mình sẽ nấu canh nấu cho đây tươi nha. Đây, mình sẽ bắt nồi lên. Chờ nước sôi thì mình sẽ thái rau nha. Rau đây mình tươi đây, mình sẽ nhặt sạch và rửa sạch rồi. Rồi mình sẽ thái nhỏ nó ra. Thank you.
sôi rồi chúng ta thả ra vào nhé. Đây, sau khi nước đã sôi rồi chúng ta sẽ thả dơ vào. Tí nữa chúng ta nêm nếm lại nhé. Nó sôi lại luôn. Đây này các bạn, rất là nhiều con nến, rất là ngon. Tắt bếp là chúng ta đã hoàn thành món hến nấu với lại rau đen mùng tơi nhé.